Xin chào anh chị bạn kênh YouTube của Toàn Đoàn. Rất vui được gặp lại anh chị bạn trong nội dung video tiếp theo của mình. Thì trong chuỗi video chia sẻ về thông tin quản lý địa phương trên toàn quốc, vừa rồi mình có nhận được thông tin bình luận của bạn Truyền Phan. Thì bạn có hỏi là thông tin quy hoạch của xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. Thì ngày hôm nay mình làm clip và xin gửi đến bạn. Nếu như mà bạn Truyền Phan, anh chị và bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình dự hoạch nhé. Anh chị và bạn quan tâm đến thông tin hoạch của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận. Mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị và bạn trong thời gian sớm. Thì đây là bản đồ gạch của xã Sơn Đông giai đoạn đến năm 2030. Nhìn vào tổng thể hoạch thì chúng ta thấy rằng là định hướng đến năm 2030, khu vực xã Sơn Đông thì cũng sẽ có rất là nhiều cái sự thay đổi, và điển hình nhất đó chính là cái tuyến đường gom để mà dẫn vào cầu rạch Miễu 2. Đây là khu vực đường đi của tuyến đường gom. Đây là khu vực của cái tuyến đường gom dẫn vào khu vực cầu rạch Miễu 2. Thì con đường gom này sẽ đi qua các khu vực như là đây, sẽ đi qua vị trí là công ty trách nhiệm hữu hạn Narut Việt Nam. Tại vị trí là đường tỉnh, đường quốc lộ 57C thì sẽ cắt là cái vị trí là Bự Store chi nhánh Sơn Đông. Đây. Thì mình xin vẽ lại cái đường đi ha, để mà cho các anh chị mình cũng tiện để mà nghiên cứu thêm. Đây chính là vị trí của cái con đường gom đi dẫn vào cầu rạch Miễu 2. Đường gom này sẽ đi qua khu vực xã Sơn Đông nhé bạn Truyền Phạm. Đường gom rồi, một công trình nữa đó chính là mở rộng khu vực trường bắn thuộc khu vực xã Sơn Đông. Thì đây các anh chị mình có thể là nghiên cứu ha. Đây chính là khu vực sẽ mở rộng trường bắn.
Đây chính là khu vực mở rộng trường bắn. Thì phía trước mở rộng dọc theo đường quốc lộ 57C từ trường Trung học cơ sở Sơn Đông thì sẽ nối dài đến trường cao đẳng Bến Tre. Giai đoạn đến năm 2030 thì cũng sẽ có một cái con đường nhánh để nó để nối từ khu đô thị mới Tây Bắc về khu vực xã Sơn Đông. Đây. Đây là đường nối từ khu vực xã Sơn Đông về khu đô thị mới Tây Bắc. Đường nối từ Sơn Đông về khu đô thị mới Tây Bắc. Đây là một con đường mới hoàn toàn. Thì đây là một trong những cái điểm rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể suy nghĩ và tìm hướng đầu tư. Đây mình chia sẻ lại là vị trí con đường đi ha. Đây là vị trí mà con đường mới là gọi là đường nối giữa Sơn Đông và khu đô thị mới Tây Bắc được hình thành. Và con đường này sẽ liên kết với đường gom vào đường gom cầu Rạch Miễu 2. Thì trên đây mình vừa chia sẻ những thông tin về cơ bản nhất của khu vực xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030. Nếu như mà bạn Trường Trường Phạm, anh chị và bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nhiều bạn nhé. Anh chị và bạn quan tâm đến thông tin quy hoạch của địa phương nào, xin hãy để thông tin dưới phần bình luận, mình sẽ sắp xếp để chia sẻ đến anh chị bạn trong thời gian sớm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và bạn.